Người ở đâu, hàng ở đâu mà bốc? Ông ơi, tàu cập bến rồi. Tàu nào? Tàu không số. Đâu, bà để tôi xem nào. Đấy. Ui giời ơi, đúng là bà Chín. Đấy chỉ là cái xác con tàu đắm thôi. Làm gì có tàu nào mà... Không đúng, con tàu không số. Cả đoàn thủy thủ, họ vẫn đang ở trên đó kia kìa. Đấy. Ui. Thì đúng rồi, tàu ở đâu ấy thì thủy thủ phải ở đó. Nhưng đó chỉ là linh hồn của những chiến sĩ trên chuyến tàu không số, mà thân xác và máu của họ đã hòa mình vào với biển cả, không thể đưa về với quê cha đất tổ được, cho nên bà mới trông thấy thôi. Không đúng. Gì mà không đúng? Con tàu không số, cả đoàn thủy thủ, họ bằng xương bằng thịt, tôi còn nhớ như in. Kìa kìa, từng ánh mắt, từng nụ cười, làm sao tôi có thể quên được. Mà chờ, trông mà vẫn chờ, trông mong đợi các con cập bến mà mình. Các con,
ở trên tàu. Để tôi gọi chúng nó vào. Để tôi gọi chúng nó vào. Thôi, bà Chín, có bà vào thì có ấy. Để tôi vào tôi gọi mọi người ra, đưa bà vào nhé. Đêm nào cũng như thế này, lẩn thà lẩn thẩn. Mẹ bà thật. Các con ơi, lên tất cả đây. Lên tất cả đây các con ơi. Thằng Nậm, thằng Toan, thằng Từ, thằng Trường, Hải con, các con bị thương cơ mà. Vâng, nhưng biển đã chữa lành tất cả rồi mà. Ừ, biển đã chữa lành tất cả. Chuyện của các con, của những chuyến tàu không số. Chuyện của chúng ta chứ mà. Ừ, chuyện của chúng ta. Chuyện của chúng ta. Má ơi, má Chín ơi. Má ơi, hình như con nghe thấy tiếng của anh Hải chồng con. Có phải không hả má? Đúng rồi Diệu à. Anh ấy đâu rồi, má ơi. Chúng nó đang ở đây. Chúng nó đang ở tất cả đây. Không, má, anh Hải đâu? Anh Hải đâu rồi má? Cứ từ má từ, ơi, cứ Hải... từ từ. Để má nói chuyện với chúng nó đã. Chuyện gì vậy má? Chuyện từ bến K-15. Bến K-15. Đó là nơi xuất phát của những con tàu không số. Và cũng chính trên những chuyến tàu ấy, chúng con đã nên vợ nên chồng. Đúng, có một con đường huyền thoại như thế. Đó chính là đường Hồ Chí Minh trên biển. Các đồng chí có một hàng ngang tập hợp. Rõ. Thưa các đồng chí, nơi chúng ta đang đứng đây là bến K-15, dưới chân núi Vạn Hoa, phía đông bán đảo Đồ Sơn, Hải Phòng. Từ đây hướng ra biển, chỉ có một con đường duy nhất chạy theo hướng Tây Nam. Trước chuyến đi này, có một người rất quan trọng thay mặt cho đảng, cho bác xuống giao nhiệm vụ cho chúng ta. Này, bình tĩnh thôi, một lát sẽ biết. Thủ trưởng đến. Nghiêm! Báo cáo thủ trưởng. Quân số đã tập trung đầy đủ, vũ khí trang thiết bị đầy đủ, chỉ chờ lệnh là lên đường. Theo thông tin dự báo thời tiết, trên biển có một cơn bão đang hình thành. Kệ đồng chí. Không có gì mà phải căng thẳng cả. Dạ. Tốt lắm. Chào đồng chí. Chào các đồng chí. Dạ. Chào thủ trưởng. Chào thủ trưởng. Các đồng chí khỏe không? Dạ, chúng em khỏe. Tốt. Ở đây đồng chí nào là thuyền trưởng? Báo cáo, tôi Đoàn Văn Đức, Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Gia đình sống bằng nghề chài lưới, từ nhỏ đã quen với sóng gió đại dương, tôi thuộc từng lạch nước vùng biển này ạ. Tốt, đúng là chàng trai miền biển, mạnh mẽ, rắn giỏi. Đây là chuyến tàu đầu tiên, rất cần những con người như các đồng chí. Tôi tin tưởng các đồng chí sẽ hoàn thành nhiệm vụ và đưa tàu tới nơi an toàn. Rõ. Các đồng chí sẽ là những người đầu tiên mở ra tuyến đường biển Bắc Nam, cũng giống như con đường Trường Sơn kia. Nếu như thành công, đây sẽ là tuyến đường biển chi viện cho miền Nam nhanh hơn, hiệu quả hơn so với việc di chuyển bằng đường bộ. Bác Hồ cũng đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị và người đã khẳng định thống nhất nước nhà là con đường sống còn của nhân dân ta. Miền Nam gọi, miền Bắc đáp lời. Miền Nam đang rất cần vũ khí. Các đồng chí có sẵn sàng cảm tử vượt trùng khơi sóng biển, vượt hàng rào bom đạn quân thù để chi viện cho đồng đội của mình không? Sẵn sàng. Các đồng chí có sợ quân thù không? Không sợ. Thế các đồng chí có sợ hy sinh không? Không sợ. Tốt. Tốt lắm. Nhưng đây là chuyến đi đầu tiên.
khi bước lên chuyến tàu không số, các đồng chí hoàn toàn là những con người khác, không giấy tờ tùy thân, không có lý lịch rõ ràng, và rất có thể chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa. Nhưng nhiệm vụ cách mạng nhất định chúng ta phải hoàn thành. Bắc Nam chắc chắn sẽ thống nhất, sum họp một nhà. Có một điều tôi muốn các đồng chí phải ghi nhớ, đó là việc mở đường không ai được biết. Không được để lọt vào tay địch một người, một hiện vật. Một mẩu thuốc lá cũng có thể tạo nên một vật chứng làm hỏng việc lớn. Các đồng chí đã rõ chưa? Rõ! Báo cáo thủ trưởng, trước biển cả linh thiêng, chúng tôi, những chiến sĩ của đoàn tàu không số, nguyện giữ gìn non sông gấm vóc này, đời đời trường tồn bền vững. Xin thề! Xin thề! Xin thề! Tốt lắm! Trước khi lên đường nhận nhiệm vụ, có đồng chí nào ý kiến gì không? Thưa thủ trưởng, chúng tôi biết đây là nhiệm vụ rất quan trọng, có thể một đi không trở lại. Dẫu phải hy sinh, chúng tôi quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Tốt! Trước khi lên đường, chúng tôi muốn nhờ thủ trưởng một việc ạ. Có việc gì, đồng chí cứ nói. Xin nhờ thủ trưởng hãy gửi lại tình cảm chân thành nhất của chúng tôi cho những người thân yêu ở lại. Thủ trưởng ơi! Những trai tráng mang trong mình chí cải, vượt trùng khơi mang vũ khí vào Nam, vững tay lái giả sắt gan đi cho đất nước đến ngày thống nhất. Được, mình sẽ chuyển. Cảm ơn thủ trưởng. Đã tới giờ khởi hành, có đồng chí nào muốn nói gì nữa không? Dạ, thưa thủ trưởng, thủ trưởng cho em hỏi. Có gì đồng chí cứ hỏi. Thủ trưởng có phải là... Là sao? Đại tướng Võ Nguyên Giáp không ạ? Đúng, mình là Võ Nguyên Giáp. Trời ơi! Bác Giáp! Bác Hồ, Bộ Chính trị và Trung ương đặt trọn niềm tin vào tất cả các đồng chí. Hãy hứa với tôi là sẽ lên đường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về. Thưa thủ trưởng, chúng em xin hứa. Ra đi nung nấu căm hận, dù muốn nghĩ gian khổ không sờn lòng ý son, lập chiến công vì dân vì nước, dẫu hy sinh chẳng tiếc nhân vì hay vẫn nghĩ và
sao mờ sáng, lướt sóng tàu đi, có đảng dẫn đường băng băng rẽ sông. Thuyền trưởng, đồng chí chính trị viên đấy à? Này, anh nhớ nhà hay sao mà cứ đứng trên boong hàng giờ thế hả? Nhớ chứ, nhưng dù nhớ nhà đến mấy cũng không được lơ là mất cảnh giác, phải theo dõi mọi sắc thái của biển, mọi động tĩnh của kẻ thù. Đồng chí, tình hình của anh em thế nào? Tôi đã quán triệt tất cả chỉ thị và nghị quyết của cấp trên tới từng người, đặc biệt là tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Đảng, của Bác Hồ và của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tất cả vì miền Nam ruột thịt. Khi lên tàu, anh em đều không biết về nhiệm vụ lần này, ngoài tôi và anh. Chính vì thế, việc khéo lái con thuyền dựa phần lớn vào việc của anh. Tôi tin tưởng anh sẽ lãnh đạo đưa tàu và hàng đến bến an toàn. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Đồng chí cho một người tập hợp đi. Rõ. Toàn tàu, tập hợp. Rõ. Các đồng chí, cho tôi biết tình hình của tàu hiện tại. Phó tiêu báo vụ cáo, đường thông biển thoáng, tàu ta không gặp bất cứ trở ngại nào. Thuận buồm xuôi gió như thế này, chỉ 6 ngày tàu sẽ về đến bến. Tốt lắm. Tôi, thợ máy, Nguyễn Văn Nổ, báo cáo thuyền trưởng. Dầu máy tốt, tua bin tốt, chân vịt tốt. Máy nổ vẫn nổ bình thường, nếu máy không nổ thì nổ sẽ báo cáo sau. Hết. Được, đúng là anh nổ. Dạ. Tôi, máy trưởng báo cáo. Mọi công tác ngụy trang tàu đã sẵn sàng, thuyền, phao lưới ngư cụ đã sẵn sàng ra khơi ạ. Hết. Được. Tôi, Phạm Đình Chén, y tá Kim Hậu Cần, báo cáo. Lương thực đầy đủ, thuốc men đầy đủ, trang thiết bị hậu cần đầy đủ, đảm bảo hành trình chúng ta trong 8 ngày, tất cả mọi thứ đều đầy đủ, báo cáo hết. Cậu này lẽ ra phải tên là Đủ mới đúng này. Trông cậu trẻ quá. Dạ, em cảm ơn anh. Ngồi xuống đây. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, thưa anh, em năm nay 18 tuổi ạ. Thảo nào trẻ thế. Quê cậu ở đâu? Dạ, em ở Hưng Yên ạ. Hưng Yên. Này, Hưng Yên à? Có đặc sản gì ấy nhỉ? Có đặc sản gì? Dạ. Ui, anh ơi, quê em có rất nhiều đặc sản. Thế nhưng ấy, đặc sản mà người ta nhớ nhất ấy là... Là cái gì? Cô kia cắt cỏ bên sông muốn ăn nhãn ngọt thì lòng sang đây với anh. Sang đây anh đãi nhãn
lòng. Dạ hết ạ. Ôi, đáng hay mà. Dạ anh ơi, em chỉ thôi có mỗi vậy thôi ạ. Dạ. Tớ bảo, tớ là tớ cũng thích ăn nhãn lồng lắm đấy. À, dạ, em cảm ơn anh ạ. Ơ, thế quê anh ở đâu ạ? Quê anh á? Dạ. Nghe nhá. Vâng ạ. Dạ, báo cáo anh với mọi người. Em tên là Nổ, em sinh ra ở Trà Cổ. Gia đình rất khổ, em phải đi hái ngổ. Nhiều lần bị mất rổ, nên số em nó vẫn khổ. Sao lại khổ? Thế? Dạ, báo cáo anh với mọi người là cây đời của em 23 năm rồi mà vẫn chưa có ai tưới. Này, cậu yên tâm đi. Sau chuyến hàng này, tớ sẽ giới thiệu cho cậu một cô, được chưa? Thật chưa anh? Ôi giời ơi, này, ông ơi. Lại còn trả thật, thủ trưởng đã hứa rồi. Cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ á, sau này cây đời của ông sẽ được tưới liên tục, hiểu chưa? Không phải lo. Không chê cậu ý nữa, cậu quê ở đâu? Cậu quê ở đâu? Quê mình á? Ừ. Quê mình bình thường. Đây, quê cậu có đặc sản gì không? Dạ, đặc sản quê em á. Ừ. Đặc sản bình thường. Ok. Này. Dạ. Thôi đi ông tướng ạ. Tớ thì biết về cậu rồi. Dạ vâng ạ. Nhưng mọi người ở đây chưa ai biết về cậu cả. Dạ. Mau giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Thường ạ. À, tôi nhớ rồi, cậu này tên đầy đủ ấy là Cao Thất Thường. Dạ vâng ạ. Cao Thất Thường. Này, sao thế? Anh ơi, tên em xấu lắm phải không anh? Sao cậu lại nói như thế? Vì tên của cậu là Thường, nhưng những việc làm của cậu mà phi thường thì cái tên đó rất là đẹp. Có phải thế không các đồng chí? Anh ơi, em cảm ơn anh. Từ bé đến bây giờ em mới thấy được một người khen tên em đẹp anh ạ. Dạ em cảm ơn anh. Nào, giới thiệu về quê hương mình đi. Giới thiệu đi. Giới thiệu. Một ngày về với Hội Lim, đi tìm câu hát luồn kim ngày nào. Sông cầu nước chảy lao sao, tháng giêng hát hội anh vào chị ra. Bao giờ trạch đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình. Bao giờ rau diếp làm đình, gỗ lim làm ghém thì mình lấy ta. Đấy, giống như em đó. Đúng rồi nhá. À đâu? Hội Lim. Ừ, sai. Ừ, quan họ Quảng Ninh. Càng sai. Thì tỏ lại đâu? Thanh Liêm Hà Lam. Bà quan một chiếc là chiếc thuyền nan ý, có về là về với hội, có gái ngoan ý, tâm trong ôm ý dấu tình ý, rằng ý, thủ trưởng à đây có biết ý không ý, ở các đồng chỉ đây có biết ý không ý, ở các đồng chỉ đây có biết ý không. Phách nhì là chưa có vợ ấy. À ơi à, mà để phách ba, thời phách nhì ba chưa chồng. Chú ý, chú mũi ơi, thường lấy ở lại cùng. Chàng tặng nhì các anh chàng ơi, ơi. Đấy. Hay không? Hay lắm. Mượt mà, đằm thắm da diết quá. Đúng là mỗi một miền quê đều có một đặc sản riêng. Này các cậu, sau này hòa bình, tôi muốn trở về quê của các cậu. Dạ. Khi đó chúng ta phải cố mà sống. Dạ, vâng để mang đặc sản ra thiết đãi nhau đấy nhá. Dạ. Ôi, anh ơi, quên em không? Em bảo không rồi, em cứ hiểu không? Anh ơi, anh về quê em trước nhá. Quê em còn rất nhiều đặc sản anh ạ. Ôi, trên đi thôi. Chúng ta sẽ còn nhiều thời gian hơn nữa để lắng nghe tiếng hát của cậu. Điều quan trọng bây giờ
là chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao, phải đưa được chuyến hàng tới đồng bào miền Nam an toàn. Đây cũng chính là lời hứa của chúng ta với Bộ Chính trị, với Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bây giờ chúng ta đã là anh em trong một gia đình, sẽ cùng chung hoạn nạn, cùng chia sẻ mọi buồn vui với nhau, sống chết có nhau. Các cậu có nhất trí như vậy không? Nhất trí. Tốt lắm. Thôi được rồi, bây giờ ai về việc đó? Dạ vâng ạ. Đi anh em ơi. Hải, dạ, ở lại. Anh muốn nói chuyện thêm một chút. Có chuyện gì thế hả anh? Hải này. Dạ. Vừa rồi anh em giới thiệu về quê hương mình rôm rả thế, sao em không nói gì về mình? Anh ơi, em thấy mọi người đang hào hứng kể về quê của mọi người vui quá, nên em chả biết nói gì anh ạ. Này, thế thì không đúng với tính cách của chàng trai miền biển đâu đấy. Sao anh biết ạ? Anh biết chứ. Em quê ở Đông Lâm, Tiền Hải, Thái Bình. Dạ vâng ạ. Một vùng quê nổi tiếng với tiếng trống năm 30. Dạ đúng mà. Anh ơi, cả ông em, bố em đều đi theo tiếng gọi của non sông. Nhưng có lẽ biển của em không được đẹp so với các vùng biển khác, nên em chả có gì để nói. Ừ hay, sao em lại tự ti như thế được nhỉ? Biển Thái Bình đẹp lắm chứ. Đẹp nhất là biển Đồng Châu. Anh biết ạ. Anh biết. Em phải nên hiểu rằng đẹp ở đây là đẹp ở tình đất, tình người, tình biển. Quê hương mà, ai chẳng có nơi chôn rau cắt rốn. Nó chôn giấu ký ức của một thời thơ trẻ. Sao mà không đẹp cho được. Mà này, lần đầu xa nhà, lênh đênh trên biển dài ngày thế này, có sợ gì không? Không, em không sợ. Khá lắm, mạnh mẽ, rắn giỏi lắm. Nhưng có một điều làm em rất sợ. Gì thế? Em sợ nhìn thấy mẹ em khóc. Em không thể chịu được. Khi nhìn thấy mẹ em khóc, những giọt nước mắt của mẹ làm tan chảy tất cả. Anh có biết em phải khó khăn như thế nào mới thuyết phục được mẹ cho em đi chuyến này không? Em còn nhớ như in hình ảnh lúc chia tay mẹ. Hải, mẹ không muốn con đi. Mẹ không muốn con đi. Kiểm mẹ, con lên đường làm nhiệm vụ mà mẹ. Mẹ đừng như vậy. Nhưng tại sao? Tại sao không phải là người khác mà lại là con? Mẹ ơi, mẹ phải vui lên. Vì trong hàng trăm hàng nghìn người, con là người được lựa chọn. Con thấy vinh dự, con tự hào lắm mẹ. Con ơi, nhưng có ai bắt con phải đi đâu. Vì hoàn cảnh gia đình mình chắc tổ chức đã biết. Con là con một, lại có bố và ông nội đã đi theo tiếng gọi của cách mạng. Và lại, con còn phải ở lại để thực hiện ước nguyện của bố con nữa chứ. Mẹ, con biết bố luôn mong con trở thành một kỹ sư giỏi để nối nghiệp ông. Nhưng lúc này thì không được. Khi tổ quốc cần, miền Nam đang vẫy gọi, quân đội cần, con phải làm theo tiếng gọi của con tim. Con sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Con sẽ lên đường làm nhiệm vụ mẹ ạ. Mẹ cho con đi nhá. Rồi ạ. Mẹ thật không thể nào hiểu nổi. Con đã bỏ đi cả một tương lai tươi sáng ở phía trước. Nó có giấy gọi đi học ở Liên Xô ngành kỹ sư chế tạo máy. Để sau này về nước, nó sẽ trở thành kỹ sư chuyên sửa chữa tàu thủy đúng như mong ước của bố nó. Vậy mà bây giờ nó giấu tôi. Nó xung phong đi bộ đội. Để rồi bây giờ nó sẽ làm nhiệm vụ ở trên những con tàu không số. Nếu con có mệnh hệ gì thì mẹ biết sống sao à Hải? Mẹ! Con ơi! Mẹ những nghĩ ơi mong mi ơi mong con mòn ơi
Con trai tôi nó đã lớn thật rồi, nó đã trưởng thành thật rồi, nó đã biết sống và làm theo những lý tưởng cao đẹp của nó. Nhìn vào mắt con lúc này, nhìn vào sự quyết tâm của con lúc này thì mẹ tin, mẹ tin. Ông ơi, bàn tay ông đã thiết kế những con tàu. Và ông đã ước ao một ngày chính con trai ông sẽ là thuyền trưởng lái những con tàu ấy vượt đại dương. Phải chăng điều đó sắp trở thành sự thật? Có đúng vậy không con? Có đúng vậy không con? Chắc chắn nó sẽ trở thành sự thật mẹ ạ. Thôi, con phải lên đường rồi. Con xin phép mẹ, con đi đây. Kìa, Hải. Con hãy luôn giữ nó ở bên mình. Để như lúc nào cũng có mẹ. Đi đi, đi đi. Mẹ, con xin mẹ đừng khóc mà. Không không, không, mẹ không khóc đâu. Mẹ mừng lắm. Đi đi con, đi đi. Nhớ chân cứng đá mềm. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, con nhớ. Con sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ừ. Con xin phép mẹ. Con đi đây. Kìa. Anh Đức, anh khóc đấy à? Ừ, không khóc sao được chứ. Em nói đúng lắm. Nước mắt của mẹ luôn làm cho chúng ta tan chảy. Nhưng em biết không, mẹ cũng chính là nguồn động lực để cho chúng ta cầm súng, xông vào những nơi nguy hiểm nhất, gian khổ nhất mà không sợ hy sinh. Thật tuyệt vời khi chúng ta còn có mẹ. Phía trước có tàu, phía sau cũng có tàu, lại cả máy bay trực thăng nữa. Bọn chúng đi dở trò gì đây? Các đồng chí, ngụy trang tàu sẵn sàng chờ lệnh. Đó. Hải, dạ, lên vào lại quan sát. Có gì thông báo với toàn tàu thì anh vào trong triển khai phương án chiến thuật trước. Rõ. Anh Đức ơi, anh Đức ơi, sao? Phía trước có tàu, bọn chúng áp sát đầu tàu ta, bọn đầu tàu mặt trái rồi anh ơi. Bẻ lái sang phải, giữ phương vị song song, đề phòng trực thăng bắn, rõ chưa? Rõ. Anh Đức ơi, sao? Phía sau cũng có tàu, chúng ép tàu ta vào giữa rồi anh ơi. Tắt máy, để tàu trôi tự do, chuyển qua tàu chiến xoay, nhanh lên. Anh Đức ơi, anh Đức, bọn chúng áp sát tàu ta rồi, chúng sang tàu rồi, chúng sang tàu rồi anh ơi. Một bóng người, chắc là bọn này chui hết xuống dưới bom rồi. Chúng mày, dạ, lục soát toàn tàu, lôi tất cả chúng nó ra ngoài này cho tao. Dạ. Tất cả dừng hoạt động, đi lên. Nhanh.
Tất cả chúng mày quỳ xuống. Sao? Chúng mày định thi gan với tao có đúng không? Được thôi. Tàu chúng mày chở vũ khí vào Nam có đúng không? Tàu chúng mày chở vũ khí có đúng không? Không thằng nào nói gì. Tức là tao nói đúng. Chúng mày không cãi vào đâu được, có đúng không? Phải nói rằng chúng mày ngụy trang giỏi đấy. Giống y như một con tàu đánh cá thật. Nhưng tao nói cho chúng mày biết, tất cả những con tàu đi qua vùng duyên hải này tao biết hết. Bởi vậy chúng mày đừng qua mắt tao đi. Đừng qua mắt tao chớ đùa với đề. Tốc của tàu cao, tốc tàu chiến, cộng hòa của Việt Nam Cộng Hòa. Còn ruồi cũng có lọt đi qua. Sao? Thằng nào là thuyền trưởng? Thằng này, mày lên đây. Quỳ xuống. Mày nói cho tao biết, thằng nào là thuyền trưởng? Sao? Mày còn trơ mắt ra mày nhìn tao có đúng không? Được. Tao sẽ bắn vỡ cái giò của mày. Mày nói gì? Chàng khó lẽ cái pita khai lại lẹt lẹt mà tôi thấy khắc khắc. Có thằng nào hiểu nó nói gì không? Bẻn ly ta, bẻn lẹt khúc, bẻn lẹt khúc ta một bộ. สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับคุณปิงคุณไทยลู่ลาวไทยแลนด์โอ้แจ่มไปแล้วก็ตีข้าไปเลยไทยแลนด์ดาวเฮืองเลยดาวเฮืองโอเคโอ้จบไปเลยค่ะนายปาได้ตีนเขาเปรีเลยตาปีหลังโฉเมียคันไปเลยตีจีบคอเปรีทำไมโทษ đây không phải là chỗ chúng mày nhận đồng hương mày hãy hỏi nó có phải là thuyền trưởng không dạ và tại sao nó để đánh cá ở vùng biển này. Khóc phu lòng mây chạy lòng phu khóc bay lại đồ đó lại lọt khu 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 bay lại lơ ô không bẻ lấy khấm bay lấy khéo khả lấy chẳng khó bẻ lấy khéo bị là khó phập phần lấy khó mẹ chí tí khá bị là khó bị ta khắng sẽ đi tí xả môi sao báo cáo đại đốc nó bảo nó không phải là tàu trưởng. Tàu của nó tất cả là 10 người. Tàu nó đầu tiên là đánh cá vùng biển Thái Lan. Nhưng vùng biển Thái Lan hết cá nó phải đánh sang vùng biển Indo. Vùng biển Indo hết cá nó đánh sang vùng biển Philippines. Vùng biển Philippines hết cá nó đánh sang vùng biển Malaysia. Vùng biển Malaysia hết cá nó phải đánh sang vùng biển của Việt Nam. Sao nó nói có mấy câu mà mày dịch ra dài như vậy hả? Dạ, cái tiếng Thái này nó thế. Đôi khi mình hỏi rất ngắn nó lại trả lời rất chi là dài. Mà mình hỏi rất dài nó lại trả lời có một câu. Mình hỏi dọc nó trả lời ngang. Mình hỏi một trang nó trả lời có một chữ đấy. Thôi. Bây giờ mày hỏi nó. Tàu nó tại sao không có số hiệu? Dạ. Và tàu nó có chở vũ khí không? Dạ. Khọp bay chài là khung, còn mày lại lươn, mày chai lươn lướt, mày chai là khọp khun rườn mây mải mi, lòng kho, bụt, 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 băng 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 băng. Ôi, đẹp, 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 chỗ bé lê khe bê lê, chỉ có khéo khá lê lê. Ừ. Bè khô bà áo, nghe, khóc bê là không có tia. Ồ. Chẳng khóc bê lê không tia thơ. Ồ. Chẳng khóc thấy là khổ bé. Pizza. Chẳng khóc. Thế nào? Báo cáo đại đốc, nó bảo tàu nó có số hiệu. Nhưng vì lâu ngày cái số hiệu nó bị mờ rồi, không nhìn thấy số hiệu nữa. Tàu nó chỉ có chở cá thôi, tàu nó không chở vũ khí. Nó bảo đề đốc không tin thì vào trong kiểm tra. Được. Mày bảo nó dẫn đường cho tàu. Dạ. Họp mày lai đi được. Ồ, khép bị rửa nó chọc kia vào lô. À, chống khớp bay lên thì không mình nè này. Chẳng bị lá cổ, mẹ xin tân có không bị hai. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Thôi quá. Ôi giời. Chưa bao giờ tôi gặp một cái tàu nó đi bẩn thỉu thối như thế này.
thế này là thế nào hả? Dạ, báo cáo đại đốc, em đã bảo rồi, cái bọn này nó không khác gì cái bọn ăn hang ở lỗ. Bao nhiêu cá chết cá thối, nó bôi hết lên tàu, lên cánh cửa. Đề đốc vào đấy cơ mà, bẩn hết vót giày của đề đốc. Dạ, thôi em mời đề đốc về tàu của ta. Về à? Dạ. Được, về tàu. À khoan, gì thế đề đốc? Mày dịch cho chúng nó, nói rằng tao là đề đốc của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Dạ. Tao cấm chúng nó từ nay không được đánh cá ở vùng biển này. Nếu như tao bắt gặp tàu của chúng nó, tao đánh chim tàu. Dạ. Hai nung sông sản si ha hộp chất pê sáo cỏ mi sáng pha thi lò kho máy chai lược bư sa tha ra ra Việt Nam Cộng Hòa đề đốc lướt máy chủ lúa lướt bật lại lướt không lá gấp bùng về tàu. Thằng này, mày nhìn gì tao hả? Mày đứng dậy. Tao rất ghét cái ánh mắt sắc lạnh của mày. Cái ánh mắt này chỉ có bọn Việt Cộng mới có. Tao, mày còn trơ mắt ra mày nhìn tao à? Mày trơ mắt. Ôi trời ơi, ôi trời đất ơi, ôi trời ơi, này này, cái thằng này sao mày bắn người của tao à? Ôi trời ơi, mày biết tiếng Việt? Mày là Việt Cộng đúng không? Không 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 không. À, tôi bắn cá cho người Việt. Tôi chỉ biết một vài tiếng Việt mà thôi. Khập bay lâu khắc cái lẹt lẹt khóp chứ tôi không thể làm vì mày bắn gì phiên dịch tao cái. Từ từ tao dịch cho. Đi nhanh lên chó bé lên cá. Thế báo cáo đề đốc, nó bảo thỉnh thoảng nó bán cá cho người Việt, cho nên nó cũng biết một ít tiếng Việt. Nó nói thật, nó không nói dối đâu. Thế là thái chính cống. Dạ. Được. Mày nói với nó rằng đừng để tao bắt gặp tàu của nó. Nếu như tao bắt gặp, tao đánh chim tao. Dạ. Về tàu. Còn mày chả lừa mày lừa nó mày ở đây lừa nó là bán cốc bù. Anh em bảo này. Cái gì? Ông học lại tiếng Thái đi nhá. Dạ vâng. Tên đề đốc bọn tôi nổi tiếng là ác ôn dã man. Dạ, dạ. May là tôi hiểu ý, tôi dịch hộ cho đấy. Chứ nếu không ấy, ông ấy mà biết là bắn tôi với ông vỡ sợ rồi đấy. Ôi dạ, anh ơi em biết rồi. Này, cảm ơn anh. Anh đúng là người tốt đấy. Thôi nhưng mà đừng đi theo chúng nó nữa nhá. Này này, sa hoạt đi khắp. Sa hoạt đi khắp. Khôn pinh khôn thái lưu lão. Không chẳng khắp bay lấy tí khôn đi đi. Hô bê lê khai cha mẹ khắp bay lấy cả bà đi tạc khắp. Khắp bay lô khắp bay khi sát ta ba mẹ bố khai tí là khai trẻ ta. Mẹ chết ta là khắp bay khai cha mẹ khắp bay khai. Anh Đức, anh Đức. Anh có làm sao không? Có sao không? Anh Đức ơi. Anh không sao. Sao không? Không sao đâu. Viên đạn chỉ sơ qua vai thôi. Thường, dạ. Cậu cũng biết hành động mưu trí dũng cảm của cậu vừa rồi đã cứu được toàn tàu này không? Ô, khắm bay lo chỉ tìm mệt thế ta. Này, thôi thôi thôi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Này, cậu lấy đâu ra bộ quần áo này? Với lại ai dạy tiếng Thái cho cậu mà nói giỏi thế? Anh ơi, mẹ em đấy. Thầy bé em được nghe mẹ em hát ru rất nhiều thứ tiếng Lào, Campuchia. Vừa rồi em nói thế nào, nó lại hiểu thành tiếng Thái ạ. Dạ thế, cậu tài thật đấy. Dạ. Sau chuyến hàng này, tớ sẽ đề nghị cấp trên khen thưởng cho cậu. Kìa anh. Được rồi, các đồng chí ạ. Bây giờ mọi nguy hiểm đã tạm trôi đi. Nếu như chúng ta cứ nhất trí đồng lòng thế này thì nhất định chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trong nguy biến ta đồng lòng một dạ ý. Gian khó ý không vì sợ gì. Đâu có ý ngại hiểm mà nguy vượt biển khơi. Thẳng hướng uy chân uy trời. Trong sóng dưới vùng uy vàng ta thẳng tiến đi. Tàu cập bến rồi, tàu cập bến rồi. Ông Sáu ơi, ông Sáu.
Tôi đây. Không có việc gì mà bà gọi tôi như cháy tàu thế hả? Ông ơi, tàu cập bến rồi. Tàu cập bến rồi. Ông mau gọi mọi người ra, bốc hàng xuống kho đi. Ừ, được rồi, để tôi gọi nhá. Tất cả mọi người đâu hết cả rồi? Ra! Mọi người ơi, ra cả đây đi nào. Ra đây nhanh lên. Ôi dồi ôi, này, tàu cập bến rồi. Bây giờ nhá, tất cả chuẩn bị để vào việc. Nhanh lên. Má Chín ơi! Má Chín! Ai như tiếng thằng Hải ấy nhỉ? Hải ơi! Lên đây! Lên tất cả đây các con ơi! Má Chín! Thằng Hải! Má Chín! Hải con! Ông Sáu! Mọi người! Thằng Hải! Thằng Chén này! À, thằng Nổ đúng không? Khỏe không? Má có khỏe không ạ? Má khỏe! Khỏe đây còn bốc hàng xuống kho chứ! Còn con! Con có khỏe không? Con khỏe lắm má! Chuyến đi này đầy đủ chứ? Đầy đủ tất cả mọi người má. Chỉ thiếu anh Đức thôi ạ. Thằng Đức làm sao? Mọi người ơi, má ơi, anh Đức không sao. Anh Đức được giao làm thuyền trưởng của con tàu khác. Thế được. Giờ con tàu này, con là thuyền trưởng. Ê, thế cũng được. Phải thế chứ. Con là thuyền trưởng thì đúng rồi. Cấp trên nhìn là không có sai người một chút nào. Có đúng vậy không các con? Đúng rồi đấy. Má ơi, anh Hải là người tài ba giỏi giang. Mọi người ai cũng đều biết. Má không bị khen đâu. Mà anh Hải ơi, anh là sớm nhất đi nhá. Con gái ở cái bến này, đứa nào cũng thương thầm trộm nhớ anh lắm đấy. Thế có em không? Thôi, em thì làm gì đến lượt. Em còn đang sợ ế thế này. Trời ơi, cái con này. Má ơi, okay, con. Má ơi, mọi người đông đủ cả rồi. Má mau cho mọi người xuống giữa hàng đi ạ. Đi bốc hàng đi. Ông Sáu đâu rồi? Tôi đấy rồi, ôi có việc gì thế hả bà? Con đứng mãi cái làm cái gì? Vào việc luôn. Vào việc hả? Thôi được rồi, mọi người đâu? Nhanh chân lên. Tất cả mọi người theo tôi, nhanh lên, vào việc nhanh. Khẩn trương. Nhanh nhanh cái chân lên các con nhá. Má ơi. Má ơi. Chúng con có chút quà muốn gửi cho má và bà con nhân dân trong này ạ. Gì vậy con? Chút gạo thôi má. Giỏi ạ, còn chưa đủ vất vả hay sao? Lần nào cũng thế. Má, đây là tấm lòng, là tình cảm của miền Bắc với miền Nam, của quân đội với nhân dân. Mong má đừng chê là được. Má nhận. Dạ. Má ơi, còn đây nữa. Đây là tấm vải, mẹ con dặn phải trao tận tay cho má để má may áo dài. Má xin, nhất định má sẽ mặc chiếc áo dài này vào ngày thống nhất đất nước. Chào ơi, nó vừa nói cái gì nhỉ? Tình cảm của quân với dân, của miền Bắc dành cho miền Nam. Chào ơi, sao mà thiêng liêng, ấm áp. Nắng đang bốc hàng ở dưới kia, cũng sắp xong rồi. Mà sao con đang gác ở ngoài kia cơ mà?
vào đây làm cái gì? Con nhờ các chị gác hộ để vào đây bốc hàng đi ạ. Ui giời, bốc hàng hay là bốc người hả? Kìa má. Kìa má. Má ấy, là má biết tổng mày rồi. Này, nhớ thằng Hải lắm phải không? Vâng, còn nhớ anh Hải lắm mà. Khổ thân, lúc nào cũng phải chờ, lúc nào cũng phải đợi. Má ơi, mỗi lần nghe tin có con tàu không cập bến là lòng con lại như lửa đốt. Không biết đó có phải là con tàu của người con thương hay không? Anh Hải ơi, anh có biết là em lo cho anh nhiều lắm không? Thương anh em đợi suốt canh dài, mong cho sóng an biển gặp cho tàu ra thương anh gió sương rằng thù luôn mây của mà để có mi để sống mi mong rằng thù đêm đêm nghe điện sóng mi nghe từng thì thương mi gió Mà Chín ơi! Mà Chín! Hải! Hải ơi! Hải! Má ơi! Kìa! Hải! Má ơi! Mọi người đã dỡ hàng xong hết cả rồi! Má xuống chào anh em! Để chúng con phải rời bến ngay ạ! Đi vội như vậy ư? Dạ vâng ạ! Lần nào cũng vội vã! Thế có định gặp con Diệu không? Dạ! Không kịp đâu má! Có lẽ và để chuyến sau ạ. Trời ơi, chắc gì đã có được chuyến sau. Khốc liệt lắm. Còn có biết những người trên bờ chờ đợi những chuyến tàu như thế nào không? Mòn mỏi, lo âu, khắc khoải. Thôi, việc còn lại ở dưới bến cứ để má lo. Gặp nó một chút đi. Gặp ai ạ? Gặp ai thì gặp. Kìa má, mà nói thế nghĩa là thế nào ạ? Má nói như thế có nghĩa là như thế đấy. Má! Tranh thủ đi. Má Chín! Má! Diệu ơi! Không biết em có nhớ anh không? Còn anh luôn mong tàu vượt sóng thật nhanh để đến bên em cho thỏa lòng mong nhớ. Nghĩ về em như ngôi sao phía trước dẫn lối cho anh đến bến đến bờ. Anh nói thật không? Diệu. Anh Hải. Diệu. Anh Hải. Diệu. Anh Hải. Diệu. Anh nói chuyện cứ như là tiểu thuyết đi. Không, đó là những lời nói chân thành từ trái tim của đứa con thần biển. Bảo hiểm nguy anh không hề lo sợ, chỉ sợ rằng không đến được bên em. Chẳng phải giờ này chúng mình đang được ở bên nhau hay sao? Em muốn giây phút này mình phải thật hạnh phúc. Em muốn được là của anh mãi mãi. Được, Diệu. Thì anh... Anh sợ. Anh sợ điều gì? Anh sợ sẽ làm em khổ một đời vì những chuyến tàu anh đi rất có thể không bao giờ quay về. Nói thêm điều gì nữa. Nào, lại đây với em.
trời đêm gió thì thào, hơi ấm ly quyện ly vòng tay ngất ngây say hương nồng mái tóc tình ta dưới trăng ngà hương đêm gió la đà. Nằm kẻ không bằng chủ lực nó về một đêm, đúng là bộ đội chính quy có khác, nhanh lắm. Nào các con đâu rồi, các con ơi, lên hết cả đây chưa nào, lên hết đây chưa nào, lên còn kịp chia tay chúng nó lên đường, nhanh nhanh lên các con, nhanh nhanh nhanh. Này này này, má bảo mấy đứa chạy vào trong ấy lấy cái gì cho chúng nó ăn để chúng nó còn kịp lên đường. Này má ơi, không kịp đâu má, chúng con phải lên đường trước khi trời sáng, kẻo lộ tàu thì hỏng hết việc. Các đồng chí, về tàu. Rõ. Xin lỗi vội thế. Để anh đi nhá. Anh Hải, anh Hải, em không cho anh đi. Em không cho anh đi. Anh đừng đi. Em không cho anh đi. Đừng đi. Diệu, xuống đây má bảo. Trời ơi, mày cứ quyến luyến biển dị như thế, nó đi làm sao được. Má ơi, nhưng mà con sợ lắm. Sợ cái gì? Con sợ anh Hải không quay trở lại đây nữa. Giời ơi, con này Việt Nam cần vũ khí, cần những chuyến tàu không số, nên nó còn quay lại, còn trở lại đây nhiều lần con à. Rồi. Mà hãy tin con đi, bằng linh cảm của một người con gái đáng yêu. Con sợ anh Hải không quay trở lại đây nữa đâu. Con này nói thêm. Má ơi, con xin má, má hãy tổ chức đám cưới cho chúng con. Anh Hải, ngay bây giờ ư? Nhưng đám cưới thì phải có nhà trai nhà gái, phải có tổ chức. Đúng rồi. Đúng rồi. Thằng Hải là sĩ quan, nó phải báo cáo lên cấp trên nữa chứ. Sao có thể như thế được? Này 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 này, các ông ơi, lên đây tôi bảo. Sợ cái gì? Tôi nghĩ cái ca này khó đấy các ông ạ. Lấy vợ là phải lấy liền tay, chớ để lâu ngày lắm thứ nó phát sinh. Bây giờ lại còn phải đợi ý kiến của cấp trên thì tôi nghĩ là chuyện sau mới cưới được. Mà chắc gì đã sống được chuyện sau mà cưới. Ôi trời ơi, thôi. Hai ông có thôi đi không? Này mà ông nổi, ông lỏ như vậy là không lỏ đúng chỗ rồi ông lỏ à. Như nào? Lại còn như nào? Lại còn thế nào? Lại còn làm sao? Làm sao nữa? Ông buồn cười thật đi. Tướng ngoài biên ải, cái việc gì làm cho đồng chí đồng đội mình là phải làm luôn, mà là làm ngay, có phải không em? Đúng rồi anh ạ. Đây thấy chưa? Này các em, anh bảo này, nếu em nào đồng ý cưới anh á, anh cưới liền. Trời ơi, mấy cái đứa này. Kệ tao. Anh ơi. Ơi, em đây, em là Phương. Ôi Phương à. Em chưa gì đâu. Phương ơi, anh em mình có thể kết hợp được một số thứ nhưng mà một cái thì không thể kết hợp được Phương ạ. Ôi đâu nhỉ? Sao đây? Đâu rồi? Ôi đây, không. Nghe tao rồi. Mày ra đây với anh. Xuyên ơi, không việc gì về thẹn em. Không việc gì mà về thẹn. Xuyên ơi, vô tình ý, mà hóa hữu tình ý, thường xuyên đi hai chữ dập dình với nhau. Xuyên ơi, nếu mà tên của anh và em kết hợp sẽ trở thành một đôi thường xuyên. Thường xuyên hai chữ tuyệt vời, thường xuyên hai chữ đời đời bên nhau. Ước gì xuyên hóa thành tranh để thường vắt nước húp tranh suốt ngày. Đấy, được chưa? Thôi nào các con. Hải. Dạ. Má muốn biết ý của con thế nào? Dạ. Anh. Má ơi, chuyện này con cũng rất bất ngờ. Con chưa có báo cáo tổ chức, và lại con chưa tâm sự với ai. Con... Các đồng chí,
theo các đồng chí tôi phải làm thế nào? Ôi giời đất ơi, lại còn phải làm thế nào làm sao nữa? Ô thì em nói suốt từ lúc nãy mà anh không hiểu à? Ừ, nhỉ, không hiểu nhỉ. Này các đồng chí ơi, theo tôi nghĩ thế này, như những người chiến sĩ trên đoàn tàu không số ra trận, trận đánh nào cũng thể trận đánh cuối cùng, đúng không? Bởi vậy anh không chỉ lo cho bản thân mình, lại sợ có lỗi với tổ chức. Này, anh có lỗi với chính người anh yêu đấy. Thế Diệu có yêu anh Hải không? Có chứ. Thế anh Hải có yêu Diệu không? Có. Đấy, thế thì phải ta tắm mau ta về, ta tắm mau ta dù ơi trong bây giờ dù ý đục này ấy ao nhà vẫn hơn xe chỉ. Ô mấy kim mi luồn vào nhau đi nào. Đấy, được không? Được không em? Được. Thế chứ trời ơi. Đấy. Nghe thằng Thường nó nói như đùa mà thấy thấm thía lắm, ý nghĩa lắm. Người lính trong thời chiến là phải như vậy đấy. Những người con gái ở hậu phương, nếu không vì chiến tranh kéo dài thì họ xứng đáng được hưởng những điều hạnh phúc nhất, dạ, tốt đẹp nhất. Các con chiến đấu là để bảo vệ tổ quốc, nhưng cũng phải có trách nhiệm với những người ở hậu phương. Có đúng vậy không? Đúng má. Má biết, trong chiến tranh, thật không dễ gì để có được đám cưới này. Nhưng đây là đám cưới của tình quân dân, của nghĩa tình Nam Bắc, của hậu phương với tiền tuyến. Mà tuy má không được học hành nhiều, nhưng nếu là má ấy, thì má sẽ đứng ra tổ chức đám cưới cho các con ngay. Đúng ạ, đúng rồi má. Má hỏi, ở đây ai có thể là người đứng ra chịu trách nhiệm với tổ chức để làm đám cưới này? Dạ, thưa má. Dạ, theo con nghĩ rằng cái việc này thì chỉ có đồng chí chính trị viên Lê Danh Khơi mới làm được thôi ạ. Chứ còn bọn con thì... Các con làm sao? Dạ, tuổi gì ạ? Khơi. Dạ. Má muốn biết ý của con thế nào? Má ơi, việc này từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ, cho nên con thấy nó cũng có cái khó của nó má. Ui giời ơi, việc khó nhất thì các con đã làm được rồi. Hàng trăm nghìn tấn vũ khí các con đã chuyển về bến an toàn. Giờ ấy, còn mỗi một cái việc là làm cho đồng chí đồng đội của mình được hạnh phúc, sung sướng thì con lại bảo là khó khăn. Này, công tác dân vận đấy, hậu phương cất tiếng gọi là tiền tuyến đáp lời. Đúng rồi ạ. Các con là con của những người mẹ. Má với danh nghĩa là người mẹ, Má yêu cầu con đứng ra tổ chức đám cưới này, có được không? Má, con biết má mong muốn cho chúng con hạnh phúc, má muốn cho anh Hải được hạnh phúc, con cũng muốn cho đồng đội của mình được hạnh phúc. Nhưng với tư cách là chính trị viên của tàu, là thủ lĩnh về tinh thần của tàu, con thấy việc này con không thể. Không thể? Sao lại không thể? Không thể là không thể làm sao? Không thể không tổ chức đám cưới ngay bây giờ má. Thế thì được. Còn trách nhiệm với tổ chức thì con xin chịu. Đề đốc đi họp về. Tình hình thế nào đề đốc? Căng thẳng lắm. Dạ. Thế mọi việc thế nào rồi? Dạ, tất cả em đã chuẩn bị xong rồi ạ. Rượu vang em đã rót để cho thở. Còn con đại bàng bao tử em đã làm sạch cho lên đĩa, chỉ chờ đề đốc sơi ạ. Hả? Dạ. Cho lên đĩa rồi? Dạ. Thế nếu mà không thì để em bảo xuống rồi cho về ạ. Sao để cho về? Dạ. Cho lên đĩa rồi thì phải mang ra đây triển ngay chứ còn gì nữa. Dạ vâng ạ, em sẽ cho ra ngay ạ. Nhanh lên. Dạ vâng ạ. Ôi giời ơi, con đại bàng bao tử của anh. Nớm à? Bao nhiêu ngày lênh đênh ở trên biển, anh chỉ mong sớm được về
để được ôm em trong vòng tay như thế này thôi. Nào, em chả tin đâu. Này, có phải những ngày anh lênh đênh ở trên biển, ở nhà lại tơ tưởng đến thằng nào có đúng không? Làm gì có ai. Cấm, em mới thử có một tí thôi mà đã giận rồi. Này, sao? Em nhớ thì em mong nghĩ theo hồn trong lòng. Lênh đênh nghĩ trên biển anh rẽ sóng, cười xa nào đâu biết rằng nơi này em ngóng đợi mà để mong anh, mong anh sớm trở về. Bao thì bao nhiêu thằng lượn lờ vẻ vãn lúc anh chưa về. Trời ơi, con đại bàng bao tử của anh. Oh my God, Chúa ơi, ông đề độc. Giờ này là giờ nào rồi mà ông vẫn còn rượu ngon gái đẹp hả? Xin chào ngài cố vấn. Kìa, con đại bàng bao tử của anh, hãy vào nhà trong, anh có chuyện muốn bàn với ngài cố vấn. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Vào trong đi, lát anh đèn hả? Nhớ bù đây nhá. Được rồi, cả đèn cả bù. Xin mời ngài ngồi. Hôm nay có việc gì mà ngài lại đột ngột đến thăm tôi như vậy? Còn việc gì nữa? Đây, ông hãy xem đi. Ồ, đây là những con tàu đánh cá mà. Những con tàu này ở trên vùng biển của chúng ta có rất nhiều. Đó là những con tàu đa quốc tịch. Họ là những người Indonesia, người Malaysia, người Thái Lan, người Philippines. Họ đánh cá ở các ngư trường lẫn lộn nhau. Và họ rất liều lĩnh thưa ngài. Họ sẵn sàng lao thẳng tàu của họ vào tàu của ta. Thưa ngài, cứ mỗi lần lênh đênh trên biển trở về, tôi lại bắt lính của tôi phải gò, hàn và sơn lại tàu. Ông vừa nói rằng tàu đánh cá đúng không? Thưa ngài, đúng vậy. Vậy ông hãy nhìn cho kỹ đi. Độ mớn nước của nó, lượng giãn nước của nó có ngập sâu hàng trăm, hàng ngàn tấn như thế này không? Hả? Ông nói rằng tàu đánh cá đúng không? Thưa ngài, đúng. Ông nói rằng là chúng nó dám đâm vào tàu của chúng ta có đúng không? Thưa ngài, đúng vậy. Vậy thì tất cả những con tàu cá đó là những con tàu cá có vấn đề. Nó bất bình thường. Chính vì nó bất bình thường thì chúng nó mới dám lao vào tàu của chúng ta. Ông hãy mở cái não ra đi. Ông thật đúng là cái đồ con lợn. Thành Giang đâu? Dạ. Mày đúng là cái đồ con lợn. Dạ. Sao có mỗi cái việc còn con như vậy mà mày không báo cáo là tao là thế nào hả? Mày lại nói rằng là tàu đánh cá. Chưa hết đâu. Đây này, ông hãy xem tiếp đi. Xem nó là cái gì. Lại là một con tàu à? Ông cứ nhìn kỹ đi, xem có thấy cái sự bất thường ở cái con tàu này không? Thưa ngài, ngài chờ tôi một chút. Mày xem có cái gì bất thường. Dạ, báo cáo đề đốc, theo như sự hiểu biết của em thì đây là một con tàu chở dầu kiểu Đức. Chắc không? Chắc. Tốt lắm. Thưa ngài, tôi khẳng định với ngài rằng đây là con tàu chở dầu kiểu Đức. Oh, very good. Ngài thấy chưa? Rất tốt. Đúng rồi. Ông đúng rồi. Cảm ơn ngài. Nhưng tàu chở dầu thì bơm dầu đâu hả? Bơm dầu đâu? Ông định dùng gầu xăng tát nước để đưa cái số dầu này lên tàu hay sao? Thằng này, bơm dầu đâu hả? Mắt mũi mày như thế đấy à? Hả? Làm thì láo, báo cáo thì sai. Tao tạt tay cho cả lũ bây giờ. Thôi đi. Giờ không phải là lúc ông chỉ đạo cấp dưới. Ông định tính thế nào? Thưa ngài, tôi nghĩ rằng đây chỉ là một sơ suất nhỏ của cấp dưới. Với tư cách là người đứng đầu, tôi xin hoàn toàn nhận khuyết điểm.
rút kinh nghiệm một cách sâu sắc và tiếp tục sửa sai ạ. Ông vừa nói cái gì? Dạ thưa ngài, tôi sẽ tiếp tục sửa sai. Ông nói to lên. À, tôi sẽ tiếp tục sửa sai thưa ngài. Sửa làm sao được? Tôi nói cho ông biết, những sai lầm của ông để cho người Mỹ chúng tôi phải trả một cái giá thật là to lớn. Theo báo cáo tôi nhận được, tất cả những chiến dịch của chúng ta gồm trực thăng vận, thiết xa vận ở ấp Bắc, Bình Giã, Núi Thành đã bị quân Việt Cộng đập tan bằng vũ khí hạng nặng. Đó là DKZ-57, DKZ-75, Cối-81, Cối-120. Trong khi cả cái dãy Trường Sơn đã bị B-52 của chúng ta ngày đêm cày nát. Vậy tôi hỏi ông, chúng lấy ở đâu ra những cái thứ vũ khí hạng nặng đó để bắn vào chúng ta? Ông trả lời tôi đi, chúng lấy ở đâu? Ngài bình tĩnh, để tôi hỏi cấp dưới của tôi. Hỏi đi, ok, ông hỏi đi. Báo cáo đi. Rời ơn khủng phải tải lại muốn được rút. Nói tiếng Việt. Ui, dạ báo cáo đề đốc, cái việc này nó gấp rút quá, phải chờ cấp dưới báo cáo lên thì em mới tổng hợp, em báo cáo cho đề đốc được. Thôi đi. Đây này, chúng lấy ở đây này. Ông hãy mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đi. Đây là mũi ảo vọng, ngài muốn mời chúng tôi tham quan. Ông tỉnh hay đang mơ? Mở mắt to nhìn cho kỹ, hay đầu ông có vấn đề? Đây là mũi một con tàu mà ông bảo rằng là tàu đánh cá. Nó là tàu của Việt Cộng chở vũ khí từ Bắc vào Nam. I'm sorry, I'm sorry. Tôi tưởng là núi Phú Sĩ cơ đấy. Phi công của Hoa Kỳ chụp được ở Vịnh Vũng Rô. Ông phải thông minh hơn, phải có kế hoạch tác chiến. Ok, tôi đã hiểu. Thưa ngài, xin ngài cứ yên tâm. Yên tâm làm sao được? Tôi nói cho ông biết, Việt Cộng họ đã hình thành một con đường trên biển. Họ chở hàng trăm, hàng ngàn tấn vũ khí từ Bắc vào Nam. Họ vượt qua mặt các ông. Trong khi các ông thì được người Mỹ chúng tôi trang bị cho tất cả những thiết bị hiện đại nhất, tối tân nhất. Vậy mà ông vẫn để chúng nó vượt qua mặt ông đó. Không, không thể có chuyện như vậy được. Với mật độ tuần tra dày đặc của chúng tôi thì không thể có một con tàu chở vũ khí vào Nam được thưa ngài. Thưa ngài, tôi thấy trong việc này có điều gì đó sai sai ạ. Đúng, sai là đúng. Cái sai lầm lớn nhất của tôi là để ông ngồi ở cái ghế đề đốc này quá lâu. Thưa ngài, ông ra mất rồi. Ông có biết rằng những sai lầm của ông để cho hàng trăm, hàng ngàn lính Mỹ phải trả giá bằng cái chết đó. Chưa hết đâu. Ông hãy nghe cho rõ đây này. Tôi vẫn đang nghe. Việt Cộng họ đi trên biển bất kể ngày đêm, bất luận thời tiết như thế nào, trang thiết bị thì không có. Vậy thì họ đi bằng cái gì? Họ đi bằng cái gì? Họ đi bằng gì ạ? Tôi đang hỏi ông đó. Họ đi bằng cái gì? Thưa ngài, ngài bình tĩnh, để tôi hỏi cấp dưới của tôi. No! Ông trả lời tôi ngay. Họ đi bằng cái gì? Thưa ngài, thế họ đi bằng gì ạ? Họ đi bằng sức mạnh của niềm tin đó. Không thể có cái chuyện như vậy được. Sao lại có thể đi bằng niềm tin được thưa ngài? Thưa ngài, đây là một con đường không tưởng. Đúng rồi. Con đường không tưởng đó đang xuất hiện sừng sững trước mặt ông kia kia. Thưa ngài, thế bây giờ tôi phải làm thế nào ạ? Đó là việc của ông. Còn bây giờ, tôi cần một thứ. Thứ gì thưa ngài? Đó là cái lưới. Lưới của ai ạ? Lưới của tất cả những cái đứa mà ngồi trên những con tàu mà ông cho đó là tàu đánh cá, tàu chở hàng, tàu chở dầu của ông đó. Còn không,
Chính tôi Tưởng ai sẽ cắt cái lưỡi của ông đó. Rõ chưa? Rõ. Diệu ơi, giờ này chắc em sắp sinh rồi phải không? Anh xin lỗi vì không thể ở bên em những lúc như thế này. Không hiểu cảm giác làm bố sẽ thế nào. Chắc là tuyệt vời lắm phải không em? Diệu ơi, anh sợ điều mình nói trước lúc chia tay sẽ trở thành sự thật. Em sẽ trở thành hoàn vọng phu trước biển. Không, em không muốn điều đó xảy ra. Em không muốn con của chúng mình khi ra đời đã trở thành một đứa trẻ mất cha. Cho nên anh phải vững vàng lên nhá. Anh Hải, nếu em sinh con trai, anh muốn đặt tên con là gì? Nếu em sinh con trai, anh sẽ đặt tên con là Phong. Phong nghĩa là gió. Ghép tên anh với tên em nghĩa là gió biển bình yên êm dịu. Nếu là con gái thì sao? Nếu là con gái, anh sẽ đặt tên con là Diệu Hương. Sao anh lại thích tên ấy? Diệu Hương là mùi hương của người con gái anh yêu, anh mãi mang theo suốt cả cuộc đời. Em biết không, ngay lúc này đây, mùi hương của làn tóc em vẫn còn phảng phất quanh anh đây này. Thật tuyệt vời khi những đứa con của chúng ta có cả hai quê, miền Bắc, miền Nam. Anh sẽ ru chúng ngủ bằng những làn điệu dân ca Bắc Bộ. Ơi, cha đi đánh giặc nơi xa, lòng thương nỗi nhớ. Bao la biển trời, mong ngày thống nhất con ơi, tình cha nghĩa mẹ suốt đời cho Cộng hòa yêu cầu tàu không số hiệu phía trước dừng lại. Anh ơi, chúng bao vây ta rồi. Tàu chúng đông có hỏa lực mạnh, phương án thế nào hả anh? Làm nào anh? Các đồng chí chạy hết tốc lực quay vào bờ, về vị trí sẵn sàng cơ động chiến đấu, rõ chưa? Rõ. Nấm, có em. Giờ là lúc thể hiện tài thiện xạ của cậu. Hôm nay cậu phải bắn hết cơ số đạn cho tôi. Vị trí tiền tiêu giờ là của cậu. Anh yên tâm, em sẽ cho chúng nếm như viên keo đồng, xem nó đau đớn như thế nào. Tốt. Người anh em thân thiết của tôi, hôm nay bạn hãy cùng tôi tỏa sáng nhé. Nào, cùng tôi khạc đồ long nào. Một con cá mập, hai con cá mập, ba con cá mập, lại cả đây nào. Mày bay xuống chuột à? Lại đây, ông sẽ cho mày thành chuột chuột gãy cánh.
Anh Lâm ơi, trời ơi anh Lâm, trời ơi anh ơi, anh Lâm ơi, ôi anh bị thương rồi, để em đưa anh vào trong khoang băng bó. Tôi không sao, lúc này không thể rời vị trí chiến đấu được. Cậu vào lấy cho tôi con dao ra đây. Dao đi làm gì hả anh? Cứ lấy cho tôi con dao ra đây. Rõ. Nào, lại gần đây, dù có một chân đứng không vững, ông có đủ sức bắn nát xoa chúng mày. Anh ơi, anh lấy dao đi anh. Cậu, chặt giúp tôi cái chân thừa này anh. Nó vướng, không thể nào đứng được. Trời ơi, anh ơi, để em đưa anh vào trong khoang băng bó, còn nước lại còn tát. Chặt giúp tôi đi, lúc này không thể rời vị trí được. Trời ơi anh ơi, ở nhà chân cái em còn không chặt được, húng gì là chất người. Chặt đi. Trời ơi anh ơi, có chặt không? Anh ơi nghe em. Đưa sao cho tôi. Kìa anh Lâm. Đưa sao cho tôi. Anh Lâm. Buông ra. Buông ra. Yeah. Anh ơi, anh Lâm tự chặt chết mình rồi. Anh Lâm tự chặt chết mình rồi. Nào, lại đây. Lu Cho San, bọn tay sai còn hơi thở, ông còn chiến đấu với lũ chúng mày. Chạy thôi. Lại đây. Lại gần nữa đi. Kìa, anh Đập, anh Đập ơi, tỉnh lại đi anh Đập, anh Đập, anh Đập, anh Hải ơi, anh Đập hy sinh rồi. Trời ơi, Nằm, Nằm ơi, Nằm. Trời ơi, đồng chí Nằm hy sinh anh dũng quá. Tôi, chính trị viên Lê Danh Khơi, xin tuyên bố đồng chí đảng viên dự bị Nguyễn Văn Nằm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đồng chí, hãy noi gương chiến đấu anh dũng của đồng chí Nằm. Rõ. Các cán binh Cộng sản, tàu của các anh đã bị cháy. Các anh hãy mau đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng của chính nghĩa quốc gia. Đầu hàng đi! Các đồng chí, tình thế trở nên rất nguy cấp, không theo như dự tính của tôi. Bây giờ tôi ra lệnh tất cả các đồng chí thả trôi hàng nhiều nhất có thể, xuống nước, bơi vào bờ, hiệp đồng với lực lượng trên bờ, đánh trả, rõ chưa? Anh thì sao? Chúng em sao? Có. Tôi sẽ theo sau các cậu, nhưng tôi phải dụ chúng đến gần, điểm hòa, nổ tàu rồi tôi mới đi được. Kìa, anh Hải ơi, không được. Anh Hải ơi, chúng ta đã thề với nhau rồi, sống cùng sống, chết cùng chết, để chúng em ở lại cùng với anh. Em ở lại với anh. Anh Hải. Ở lại để cùng chết à? Kìa anh. Các cậu phải sống, rồi sau này đất nước thống nhất, hãy tìm về bến cũ, đưa mẹ con Diệu ra Bắc và làm những điều mình chưa làm được. Anh Hải, tôi là thuyền trưởng, người chỉ huy cao nhất ở đây. Tôi đề nghị đồng chí chính trị viên đưa tất cả anh em rời tàu. Kìa anh. Các đồng chí, hãy nghe lệnh thuyền trưởng, rời tàu. Rõ. Người bạn của ta, chúng ta đã cùng nhau vượt bao sóng gió đại dương để đưa những chuyến hàng vào Nam. Bạn là niềm tự hào của quân đội,
là máu thịt của nhân dân, là người anh em tốt của gia đình chúng ta. Mình không thể để bạn rơi vào tay giặc được. Thật đau lòng khi phải nhìn thấy bạn yên nghỉ dưới lòng biển sâu. Bây giờ và mãi mãi về sau, mọi người sẽ nhớ đến bạn, nhớ đến con tàu không số này. Nào, chúng mày hãy lại gần nữa đi, lại gần nữa đi. Tốt lắm, tốt lắm. Chúng mày hãy lại gần đi, gần nữa đi. Hay lắm. Được. Người anh em tốt của ta thật vinh dự và tự hào khi được cùng sống và chết với bạn. Người xếp hàng ngay ngắn và để cháu nó chụp cho nó đẹp. Nào nào, anh bác bảo này, mày chụp cho nó hết sức cẩn thận mày nhá, hết sức là đẹp vào. Đây là bến ga 15, nơi xuất phát của những đoàn tàu không số. Bức ảnh để đời đấy con ạ, nhá. Thôi, mày. Thôi, cháu các bác đứng gọn để con chụp. Má tươi lên nhá. Nào, nào con chụp này. Chụp nào. Con chụp nhá. Ừ, rồi, tươi lên nào. Cười lên. Ừ. Thế. Rồi. Được chưa? Được rồi bác ạ. Ôi giời, chắc là đẹp lắm anh nhỉ. Dạ, anh đẹp không cháu? Đẹp lắm bác ạ. Đẹp quá, các cậu ơi, xem ảnh này. Ôi, thôi đưa tôi, à, để lên xem. Mang lên đây. Phong, dạ, hôm nay con cảm thấy thế nào? Dạ, con vui và xúc động lắm bác ạ. Con được thăm bảo tàng, được lên thăm con tàu không số, được xem lại những kỷ vật của các bác, các chú và bố con đã sử dụng. Giờ trên bến này, nơi xuất phát của đoàn tàu không số, con thấy tự hào lắm bác ạ. Bác cũng rất mừng vì con đã trở thành bộ đội hải quân, con đã nối nghiệp cha mình. Vậy con phải sống làm sao cho xứng đáng với cha và những người đã ngã xuống. Vâng, tuy chưa một lần được gặp bố, nhưng qua những câu chuyện của bà và mẹ con kể, bố con giỏi lắm phải không bác? Bố con không phải là một người giỏi, mà bố con là người cực kỳ giỏi. Con và những thế hệ ngày nay nguyện học tập theo tấm gương các chú các bác và bố con à? Khá lắm, lớp cha trước, lớp con sau. Tuổi trẻ của các con phải sống làm sao cho xứng đáng với những gì mà các chiến sĩ trên đoàn tàu không số đã chiến đấu anh dũng hy sinh và để lại. Thưa bác, con đường Hồ Chí Minh trên biển là một con đường huyền thoại. Và giờ đây, trước vận mệnh của đất nước, con đường biển đó còn là con đường giao thương huyết mạch, mở ra một tương lai tươi sáng với bạn bè năm châu. Thế hệ trẻ chúng con xin hứa sẽ tiếp bước cha anh, giữ vững từng tấc đất, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Khá lắm, phải thế chứ. Con đường Hồ Chí Minh trên biển là con đường huyền thoại. Những chiến binh trên đoàn tàu không số là những chiến binh bất tử. Tàu không số không phải vì không có số, tàu giấu số đi che mắt quân thù. Ra đi khi sóng gầm bão tố, ra đi khi sương gió mịt mù. Tàu không số mở tuyến đường không dấu, những con người tài trí vô song. Giặc ngăn cản trăm phương nghìn kế, vẫn tung hoành ngang dọc biển Đông. Mọi người hãy nhìn xem, những đồng đội của tôi, họ về rồi. Ê
ra khơi mang niềm tin sang người.